Xin chào các bạn nha. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với cửa hàng xe máy 702. Cửa hàng của mình nằm trên đường E8 khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Và mình là Ngô Phi, nhân viên tư vấn bán hàng bên cửa hàng. Và số điện thoại của mình là 0706222279. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một mẫu xe rất là ưa chuộng ở cửa hàng mình. Đây là Winner V2 và V3 luôn cho các bạn nha. Đây các bạn. Hiện tại Winner bên cửa hàng mình có đầy đủ mẫu luôn nha các bạn nha. Đầy đủ mẫu và màu nha. Và mình báo giá cho các bạn Winner hiện tại bây giờ giá rất là tốt nha các bạn nha. Hiện tại giờ nó chỉ 32 triệu thôi các bạn nha. Giá trên đã bao gồm VAT các bạn nha. Màu 3D như ví dụ như màu 3D như màu này. Các bạn cộng cho mình thêm từ 1 tới 2 triệu các bạn nha. Và khi các bạn mua xe mà trực tiếp tại cửa hàng mà các bạn liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại á 0706222279, mình sẽ giảm giá trên đầu xe cho các bạn là từ 1 tới 2 triệu các bạn nha. Thủ tục trả góp tại cửa hàng rất là đơn giản các bạn nha. Chỉ cần là căn cước công dân, chứng minh nhân dân cộng với bằng lái hoặc là sổ hộ khẩu. Các bạn cứ liên hệ trực tiếp với mình với số điện thoại đó, mình sẽ tư vấn cho các bạn kỹ hơn nha. Đây, các mẫu xe V2, V3 bên mình đủ mẫu, đủ màu nha các bạn nha. Rất là đẹp. Giá hiện tại rất là tốt các bạn nha. Những màu này là những màu rất là ưa chuộng các bạn nha. V2, V3. V3 thì nó sử dụng chìa khóa smart key các bạn nha. Các bạn mua xe cứ liên hệ trực tiếp với mình. Mình sẽ tặng các bạn giá xe, mình sẽ giảm giá xe trực tiếp cho các bạn từ 1 đến 2 triệu và tặng cho các bạn phần quà lên tới 3 triệu đồng các bạn nha. Gồm nón áo mũ nhớt và những phần quà rất là giá trị tại cửa hàng các bạn nha. Các bạn cứ mua xe cứ liên hệ trực tiếp với mình với số điện thoại, mình sẽ tư vấn các bạn kỹ hơn nha. Và bây giờ vừa rồi mình mới báo giá xe dòng xe Winner với các bạn. Các bạn mua xe cứ liên hệ trực tiếp với mình. Xin chào các bạn, hẹn các bạn trong những video sau nha.